chào tất cả các bạn nha. Hôm nay em lại cập bến được mấy con nói chung là lung tung linh tinh cả, toàn hàng xịn thôi. Ở đây thì em tiện để đây giới thiệu luôn các bác, con FX rời TC M1 nhá. Con này hay lắm mọi người ạ. Còn mình con bên dưới là cái con đẩy của PV hàng Mỹ nói luôn, rất là đẹp, chạy xò sắt nhá. Con này các bác chơi loa bầu thì chấm hết luôn, quá hay. Đây, hôm nay phải nói là cái con mixer này rất là hay nha mọi người nhá. Em cứ nghĩ là nó bị lỗi nhưng mà không phải các bạn. Hóa ra trước là ngày trước mới về thử đúng duy nhất một lần. Cái hiện tượng là có nghĩa là mình sử dụng cái dây đều các bạn, dây rắc đều. Đấy, thế hôm nay em kiếm cái dây nó xị hơn một chút rồi thì thử tiếng hay lắm. Các bác nếu sử dụng dàn âm thanh thì nên đầu tư những cái dây nào mà nó ngon ngon một tí. Các bạn chắc chắn một điều rằng cho vào âm thanh nó khác hoàn toàn luôn, hay hơn rất là nhiều. Nó hạn chế được cái vấn đề là bị ù sôi ra loa. Hay hay, một hay. Con này tiếng hay lắm mọi người, tiếng mic hay lắm. Tiếng fake của nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Hay, 1, 2, 6, 7, đó. Đấy, đây là mic mộc nha mọi người nhá. Đấy, chất tiếng của nó hay không? Mic mộc của tiếng nó hay như vậy rồi. Phải nói con này mic rất là lực và lời chi tiết, rõ nét. Đây là cho effect vào nhé mọi người nhá. Đây, effect tăng lên, effect lên. Hay hay, 1, 2, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, tiếng vợt con này thì rất là đỉnh luôn. Ở đây nó có rất là nhiều chế độ revert nhá. Có tổng cộng 99 kênh, vừa echo vừa revert, rất là nhiều. Hey hey, 1, 2. Hey hey, 1, 2, 6, 7. Đó, đây là chế độ chuyển kênh này. Lên 1, 2, 3, 4. Các bác thích cái hiệu ứng vật dài hay là ngắn thì mình có thể ấn chuyển ở đây. Hey hey, đó, 1, 2, 3. Hát thử đoạn nào. Hey, 1, 2, hay lắm. Nếu biết rằng em đã bỏ cố hương, khoáng áo đời trai mình nửa tên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân miền xuống đàn xa trường. Phải nói là con mixer khi các bác sử dụng có hát ấy nhá, thì mình càng ngân cao ấy thì cái tiếng hiệu ứng fake, tiếng vợt của nó lên rất là hay mọi người ạ. Đấy. Nhưng mà hát như thế này thì nói thật là cũng hơi khó hát, tại vì nó không có vàng nhại, nó chỉ có tiếng vợt thôi nha mọi người nhá. Anh em mà hát chuyên nghiệp ca sĩ ấy, thì hát cấu hình này tuyệt vời luôn. Ở đây nó có cả cái chế độ echo gì vợt, em thử chọn chế độ echo nhá. Cái hiệu ứng vợt của nó có nhiều lắm. Hey hey hey, vợt này dài hơn một tí này. Hey hey, thấy chưa? Dài hơn một tí. 1, 2, 6. Đó. Dài quá nên không hay. Để thử chọn cái kênh ấy nhá. Kênh đây 43 đến 50 là echo. 43. Rồi 43 đi. Lên 1, 2, 6. Lên 1, 2. Nó cứ mỗi một lớp chuyển thì nó sẽ có một cái hiệu ứng delay. Đây đây, 1, 2. Đây là vừa echo vừa revert.
cho nên là 10 thôi nào. Hay ơi. Đó. Đây là echo rồi. Quay lại, à đây. À là 10 đây. Lên. 1 2 3 4 5 6. Lên. 1 2 3 4. Đấy, tầm này là vừa. Nhưng vừa đấy thì hơi dài. Đây là vừa echo vừa reverb nhá. Chúng ta chỉ ấn vào đây chuyển thôi. Đây, chuyển sang chế độ echo. Echo của nó là từ 51 đến 61. Tên 1 2 2 6 7. Dài dài đi nào. Tên 1 1 2 3 4 5 6. Đó, hơi ngắn đi cho dài. Tầm 200 ở đây là 200 ms giây. Lên 1 2 3 4. Cho lên 225. Đến. Ờ, tầm này là ok này. Đấy, dân ca quan họ là hát cô hình này là ngon luôn. Còn chậm hơn tí nữa thì tùy vào nhà các bác nhé. Cho 250 là. Lên 1, 2, 3, 4. Đấy, cái này thì chậm hơn tí. Đấy, anh em mà hát cùng ca quan họ. Chậm hết luôn. Đấy, mic em để rất là to, nói chung là nó rất là nhiều cấu hình. Từ 1 cho đến 99 cho mọi người nhé. Anh em thích chọn cái nào thì chọn. Và đặc biệt con này có cả equalize và cái cần fader quên cái cần chỉnh volume chỉnh và bass chung check của nó này. Đấy. Rất là nhạy nên các bác vặn thì vặn từ từ nhá. Tại vì nó nhạy lắm, tăng bass lên là nó lên luôn mà tăng check nó lên luôn, rất nhất là check. Đây. Check vặn rồi. Hey, 1, 2. Đây giờ, bạn về phát là tối ngon rồi. Cứ để mức ở giữa này, 12 giờ là ngon luôn. Hey, 1, 2, 6, 7. Đó, chiếc may quá. Em cứ nghĩ là cái con này nó bị lỗi, nhưng mà không phải. Hôm nay thử thực tế phải nói là nó quá là hay cơ. Nó còn hay hơn cái con bàn mixer của Mackie mà có effect nhá. Đó, bây giờ thì sẽ thông báo lại giá cho các bác. 3.500.000 đó nhá, 3.500.000. Một con bàn mixer phải nói là quá ok, quá ngon. Hàng xịn của Villa luôn các bác nhá. Hàng xịn của Villa. Tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, không lỗi lầm. Con này tổng cộng nó có 8 line và cái đường con này nó hay cái nó có rất là đường, nhiều đường main vào, như các bác muốn sử dụng cái đường 1, đường 2 là đánh monitor hay là đánh sub thì sử dụng kênh này cũng được. Đấy, độ cắm rất là nhiều. Main 1, main 2, đường mono đi vào đây. Đó. Hai cái đường này các bác sử dụng cho đánh sub hoặc là đánh center hoặc là ghép thêm một đôi loa nữa. Quá ngon. Ok, chào các bác nhá.